Diệp Lam Anh đã dọn khỏi nhà chồng, lộ bằng chứng khó chối cãi. Tưởng đã dần im ắng, song drama ly hôn của Diệp Lam Anh và thiếu gia Đức Phạm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gần đây nhất, dù chưa rõ cựu mẫu và chồng đã giải quyết được khúc mắc hay chưa, nhưng có tin đồn cho rằng cô đã dọn ra khỏi nhà chồng. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi Diệp Lam Anh trước nay vẫn sống cùng bố mẹ chồng, được yêu thương hết mực bất chấp chuyện gì xảy ra. Cho tới mới đây, dân mạng phát hiện ra điểm lạ trong story Facebook mà Diệp Lam Anh chia sẻ. Cô quay một không gian sống gọi là nhà, trong nội thất khá hiện đại, sang chảnh. Clip ghi lại cảnh Diệp Lam Anh đang thiết kế phòng học Montessori cho con gái tại gia. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu dân mạng không nhận ra đây là một căn hộ chung cư, vị trí khá cao so với mặt đất, view nhìn thẳng ra tòa nhà Landmark. Đây không phải nhà chồng Diệp Lam Anh. Theo tìm hiểu, nhà chồng Diệp Lam Anh là một biệt thự mặt đất ở quận nhất. Vì điều này, nhiều người cho rằng mỹ nhân 8X đã dọn khỏi nhà chồng, hiện sống cùng con ở nơi khác. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của dân mạng mà thôi. Cũng không ngoại trừ trường hợp Diệp Lam Anh có nhiều nhà rồi check-in đây đó. Cuối tháng 10 năm 2021, lùm xùm rạn nứt hôn nhân của Diệp Lam Anh và Đức Phạm gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn clip Đức Phạm kề cạnh Quỳnh Thư tại nhà riêng của chân dài này. Cả hai sau đó tiếp tục bị tung ảnh sánh đôi trong đêm. Giữa ồn ào, thiếu gia họ Phạm cho biết đã ly thân với vợ từ tháng 1 năm 2021, đang tiến hành các thủ tục ly hôn, đồng thời lấp lửng tin đồn gần đây không đúng sự thật. Về phía mình, Diệp Lam Anh cho biết cô vẫn sống chung nhà với ông xã và bố mẹ chồng, không có chuyện ly hôn. Mẹ đẻ Đức Phạm cũng khẳng định Diệp Lam Anh vẫn là con dâu. Bên cạnh đó, cựu mẫu cũng hé lộ chuyện hỏi chồng về clip kề cạnh Quỳnh Thư, song không nhận được phản hồi từ anh. Về phía mình, chân dài Quỳnh Thư, người bị đồn xen vào hôn nhân Diệp Lam Anh vẫn chưa phân trần cho tới thời điểm hiện tại. Thời điểm đó, Quỳnh Thư còn có phát ngôn: "Với tôi, trên một trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba." Khi chia sẻ về ồn ào bị nghi ngờ hẹn hò với thiếu gia Đức Phạm, chồng Diệp Lam Anh, Quỳnh Thư cho biết chuyện này cũng khá ảnh hưởng đến cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định sự thật không như những gì cộng đồng mạng hay bên ngoài đang nói về cô. Cô còn khẳng định thêm, tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn, sự thật hồi sau sẽ rõ. Trước phát ngôn của Quỳnh Thư, nhiều khán giả đang chờ xem phản ứng của Diệp Lam Anh ra sao. Trên trang cá nhân, Diệp Lam Anh thể hiện thái độ cực kỳ bình thản. Một ngày đầu tháng mới, thức dậy 8 giờ sáng, tất bật lo cúng khai trương cửa hàng, rồi lật đật chạy về công ty họp marketing trễ mất hơn 30 phút. 12 giờ xong việc, vội vàng về nhà make up, 2 giờ chiều bắt đầu chụp hình tới trời tắt nắng mới xong xuôi. Chạy về đến nhà chưa kịp tắm vì có hẹn với sư phụ. Năng lượng ở đâu ra mà nhiều vậy, khi mà chợt nhận ra là mình đã quên cả ăn trưa. Một bữa cơm chay cùng sư phụ trước khi sư phụ về lúc 9 giờ tối. Tiếp tục chạy về công ty kiểm tra một chút công việc và giờ mới nhẹ nhàng ngã lưng. Diệp Lam Anh chia sẻ công việc hàng ngày của mình. Với phát ngôn dậy sóng của Quỳnh Thư, cô tỏ ra thoải mái và cho biết bản thân ngủ ngon vì hoàn thành công việc. Diệp Lam Anh cũng không có thời gian để trầm tư. Cô kết luận, ngày mai lại là một ngày mới để tiếp tục không ngừng nghỉ, chẳng có thời gian cho sự trầm tư, hít thở và cười với những người cần một nụ cười để cảm thấy cuộc sống thật ra đơn giản là vậy thôi. Suốt thời gian, chuyện hôn nhân của Diệp Lam Anh, thiếu gia Đức Phạm luôn được dư luận quan tâm. Ngoài ra, câu chuyện này còn liên quan đến yếu tố người thứ ba, nên mọi việc càng gây ra nhiều tranh cãi. Trong số đó, hai người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất là Diệp Lam Anh và Quỳnh Thư. Cả hai người đẹp đều là những phụ nữ tài sắc. Diệp Lam Anh từng lọt vào top 10 cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2010 và từng là quán quân mùa đầu tiên của cuộc đua kỳ thú. Còn Quỳnh Thư được biết tới là người mẫu ảnh đình đám, từng một thời là gà cưng của khắc tiệp. Cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và tạo được dấu ấn nhất định. Quỳnh Thư từng tham gia một số phim truyền hình như Bảo yêu thương năm 2008, Một nửa yêu thương, Ngược dòng ký ức, Cô nàng bất đắc dĩ, Hoa mặt trời. Mặc dù là diễn viên tay ngang, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đóng phim, Quỳnh Thư tự tin thể hiện nhiều vai diễn khác nhau. Quỳnh Thư được đề cử hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất của giải thưởng HTV. Hiện tại, hai người đẹp cũng có sự nghiệp và lối rẽ rất khác nhau. Nếu như Diệp Lam Anh là doanh nhân thành đạt, thì Quỳnh Thư đang hướng đến hình mẫu một diễn viên chuyên nghiệp. Sự việc ồn ào tình ái của hai người đẹp khiến dư luận tiếc cho họ nhiều hơn.